Ui thế á, 15 nữa. Thì ăn đi lên. Ăn hết, ăn hai miếng nữa đi rồi đi tiếp nào. Còn gì nữa? Ai bảo mày không chịu ăn nhanh? Con nghỉ học. Nghỉ học thì nghỉ, nghỉ đi, nghỉ. Nghỉ đi. Tao cho nghỉ luôn, nghỉ hết. Con ca con nghỉ luôn. Mãi sao con nghỉ, con nghỉ. Su con đừng có hư như thế. Ăn nốt cái thịt đi rồi thôi ngon lắm. Chuẩn bị sách vở đi, xong là chuẩn bị đi thôi. 6 rưỡi mới học cơ mà. 7 rưỡi mới học cơ mà. Còn nhiều cơm không?